Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay thấy nghe được tỏ trì, nguyện rõ Như Lai nghĩa diệu màu. Minh mê trở về tề chân chân rê xịt trích mê chân bê quang bồ chân bê yăng đưa bông ma lư chân xê sang vây đa găng chân chê bê chân nghiên thông khá pa lô giang trở bê sập la sơ hoa đẹp. Minh mê trở về tề chân chân rê xịt trích mê chân bê quang bồ chân bê yăng đề vong mà lưu chấm xe sang quay đa găng trên khe về chủ nghiên thông khá pa lô giang trở về sau là sự hoa đẹp mê mê trở về tia chen chen rơi xịt trí mê chen bê hoàng bồ chăm bê yăng đưa vong mà lưu chấm xe sang quay đa găng chén chế bê chú nghen trong khá pa lô giang trở bê sắp là sơ hoa đẹp mịt mê sơ vê tè chén chén rê xịt trí mê chén bê hoàng bô chăm bê yăng đưa bông mà lưu chấm xê sang quê đa găng chén chế bê chú nghen trong khá pa lô giang trở về sau là sơ hoa đẹp minh mê sơ về tè chén chén rê xịt trí mê chén bê hoàng bồ chăm bê yăng đưa bông mà lư chấm xê sang quê ta găng chén chê bê chú nghen song khá pa lô giang trở về sau là sơ hoa đẹp minh mê sơ về tè chén chén rê xịt chỉ mê chẳng bê hoàng bồ chẳng bê đưa bông mà lư chấm xê sang quay đa găng trên chế bê chụp nghiên song khá pa lô giang ra bê sau là sơ hoa đẹp mê mê châu quê tè chen chen rê xịt chỉ mê chẳng bê hoàng bồ chẳng bê yăng đưa bông mà lư chấm xe sang quay đa găng trên chế bê chụp nghiên song khá pa lô giang trở bê sắp là sơ hoa đẹp. Chúng ta hãy nghĩ thật là may mắn. Tôi được sinh ra với thân người có đầy đủ các căn, có khả năng để học tập, nhận biết, suy nghĩ và thực hành những gì Đức Thế Tôn giảng dạy. Thật là may mắn tôi được sinh ra trong khi giáo lý của Đức Thế Tôn vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Thật là may mắn vì trong thời đại này còn có những vị hành giả tu học và hành trì những điều Đức Thế Tôn giảng dạy. Thật là may mắn vì tôi đã gặp được Pháp Đại Thừa, có niềm tin đối với Pháp Đại Thừa và được trưởng dưỡng bởi Pháp Đại Thừa.
Thật là may mắn vì trong Pháp Đại Thừa tôi có nhân duyên với Pháp Lâm Rim. Pháp môn có thể dẫn tôi đi thẳng đến con đường giác ngộ giải thoát. Nhận biết tất cả những điều may mắn này, tôi một lòng vì cầu đạt được trí tuệ như chư Phật, có đầy đủ năng lực phương tiện đưa tất cả chúng sanh đến giác ngộ giải thoát. Mà tôi học Phật, nghe Pháp, hành trì giáo lý của Ngài. Với dụng tâm này, chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Chúng ta đã nghe về tám cái khổ, hoặc là sáu hay là bảy cái khổ. Đó là đế thứ nhất, khổ đế. Đó là cái bệnh của chúng ta, bệnh của tất cả hữu tình, bệnh của tất cả chúng sanh ở trên cái cõi này. Bệnh này do đâu đưa đến? Đức Phật đã giảng dạy trong cái đế thứ hai, đó là cái nhân của khổ. Chúng ta không nhận biết cái quả khổ, cho nên đối với cái nhân khổ chúng ta cũng rất là mù mờ, rất là mù mờ. Thì lần trước chúng ta đã nghe sơ về cái căn bản, cái nhân căn bản của khổ, đó là vô minh. Vô minh, từ vô minh mà đưa đến những cái hoặc, kiến hoặc và tư hoặc. Thì hôm nay chúng ta nghe rõ hơn cái chỗ nào là cái vị trí của vô minh. Cái vô minh nó nằm ở chỗ nào trong cái hoạt động của chúng ta, và nó thể hiện như thế nào để chúng ta biết. Thật sự thì vì cái chữ vô minh đó, nó rất là mơ hồ, nó rất là mơ hồ, cho nên có những cái bản luận, các vị tổ đã luận về cái chữ vô minh này. Trong đó thì tiếng Tây Tạng đó thì gọi chữ vô minh tức là Maripa. Maripa, chữ ma là cái phủ định cách, và Ripa tức là một cái danh từ, Ripa tức là sự hiểu biết, là trí tuệ, là cái nhận biết, có thể nói là giác, nếu dùng chữ Hán là giác, và ma tức là phủ định, tức là không có hiểu biết, không có nhận biết, không có thấy rõ, vân vân. Thì tiếng Hán là bất, bất giác. Vô minh tức là bất giác. Một khi chúng ta không có giác thì là đang ở trong cái trạng thái vô minh. Và khi nói giác, giác hay là nó biết thì nó phải có đối tượng, có đối tượng, chứ không phải là tôi biết mà chẳng biết vì sao tôi biết, hay là tôi biết mà tôi không biết, tôi biết cái gì, thì cái đó nó còn vô minh hơn cả vô minh nữa, vì nó tự lẫn quẩn ở trong đó. Cho nên khi nói đến giác, nói đến biết thì nó phải có đối tượng, luôn luôn như vậy. Giống như chúng ta đã học hôm trước về cái vấn đề mà giới hay là phạm giới, thì đối tượng của giới hay phạm giới đó là hữu tình, của chúng hữu tình. Cũng giống như vậy, đối tượng của giác là cái gì, giác cái gì. Thật sự ở đây thì cũng có những cái sự tranh cãi giữa các trường phái, các trường phái với nhau. Có trường phái thì nói là giác đối với tâm, giác đối với tâm.
À, thì cũng có trường phái nói là giác đối với sắc, đối với sắc, bởi vì cái mà chúng ta mê lầm là đối với sắc. Nhưng mà cái trường phái bên kia thì cũng lập luận là nếu mà không có cái tâm để mà nó nhận sắc và nó mê lầm thì cái vấn đề đó đâu đâu có xuất hiện. Bản chất của sắc thì không có mê lầm, vì bản chất của sắc nó đâu có một cái năng lực nào để mà nó là thấy hay là không thấy, nó rõ hay nó không rõ, là chỉ có tâm là thấy hay là không thấy, hay là thấy đúng hay là thấy sai thôi. Cho nên cái năng lực hay là cái mà chủ thể, cái chủ thể để mà giác hay là bất giác đó chính là tâm, chính là tâm. Cho nên khi một khi mà cái mà thành Phật đó cũng là tâm chứ không phải là sắc. Mà vì là tâm cho nên Đức Phật mới là không có cái thành, không có cái để thành, vì chúng sanh nhận biết là nhận biết qua qua sắc tướng, qua sắc tướng. Thì bây giờ quay trở lại đối với cái vô minh hay là đối với cái phiền não, cái nhân của khổ, nhân của khổ, nhân của khổ tức là phiền não, nhân của khổ là phiền não là vô minh. Thì đại thừa các nhất là đại thừa của Phật gia của Trung Hoa đó thì chia ra 10 cái phiền não, 10 cái phiền não. Mà trong khi các pháp của Ấn Độ ngay cả cả đại thừa Ấn Độ nữa thì chỉ lấy 6 cái phiền não thôi, 6 cái phiền não gọi là căn bản, 6 cái căn bản phiền não. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta nghe nghe 10 cái đi, 10 cái để cho nó thường chúng ta quen rồi. Như chúng ta đã biết được đó là còn gọi là thập triền thập sử ở trong đại thừa đó, trong đại thừa gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến và tà kiến, và tà kiến. Đó là 10 cái như vậy. Thì tất cả 10 cái này đều là tâm hết, trong đó không có cái nào là sắc hết đó. Không có một cái nào là sắc cả. Thì 10 cái trạng thái của tâm này nó là nhân đưa đến khổ đau. Cho nên rõ ràng là sắc không có đóng một cái vai trò gì trong cái vấn đề khổ đau cả. Mà bởi vì chúng ta cũng phải thấy rõ, như hôm trước đã nói, khổ khổ đau là tâm, một cái tâm pháp. Thì nhân của cái quả là tâm pháp, thì cái nhân nó cũng phải là tâm pháp, thì nó mới là trong một cái mạch, một cái sự phát triển đúng. Chứ còn nếu mà nhân mà là sắc pháp mà quả là tâm pháp thì chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy vật, do vật mà nó phát ra cái tâm, vật sanh tâm. Vật sanh tâm. Rồi có những nhà mà người ta hiểu sai cái duy thức á, hiểu sai duy thức thì người ta nghe là gì đó nhất thiết duy tâm tạo, rồi cái người ta nói là sắc cũng do tâm nó tạo ra, sắc cũng do tâm tạo ra, vì nhất thiết mà khi nói tới nhất thiết thì không có chừa cái gì cả. Thì lúc bây giờ nó rơi vào cái là duy tâm. Duy tâm. Nhưng mà trong đạo Phật thì chúng ta không dùng cái chữ duy tâm mà chúng ta chúng mà dùng cái chữ duy thức. Mà duy thức là duy nơi nhận biết, duy nơi nhận biết. Cho nên khi nói tới nhất thiết là cái nhận biết sai lầm, chứ không phải là nói là cái pháp của sắc tướng như là mình hiểu. Thì khổ đau là cái quả của một cái tâm pháp
quả của một cái tâm pháp. Thì nhân của cái tâm pháp này đó là 10 cái trạng thái của tâm. Đầu tiên chúng ta nói về tham. Tham đầu tiên là thô, cái tham thô đó tức là cái ham muốn. Cái ham muốn là cái thô nhất của tham. Mình tham tiền, giống như là mình nói là trong có năm cái tham căn bản ha, tài sắc danh thực và thùy, tiền bạc, sắc đẹp, danh danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Đó là năm cái đối tượng, năm cái đối tượng mà cái tham nó có thể bám vào đó để mà nó hoạt động, nó hoạt động. Cái năm cái nào không phải là tham, tài không phải là tham, sắc không phải là tham, vân vân, nhưng nó chỉ là đối tượng để tham nó hoạt động thôi. Và đây là đối tượng tại sao tham nó bám vào đây để nó hoạt động, vì chúng ta con người lấy năm cái đối tượng này làm cái căn bản trong cuộc sống của mình. Chúng ta định nghĩa đây là giá trị của cuộc sống. Có tiền bạc, có sắc đẹp, có danh vọng, có ăn ngon và có ngủ ngủ ấm. Ngủ ấm, ngủ ấm này là ngủ ngủ được nè, êm đó, êm ấm đó, chứ không phải là ngủ ấm con ngủ ấm, không phải ngủ uẩn, ngủ ấm con ngủ uẩn. Đó. Thì do đó nên chúng ta bám chấp vào trong đó, chúng ta muốn có nhiều hơn. Thì đó là cái tham thô, cái tham thô mà chúng ta rất là dễ thấy, chúng ta rất là dễ thấy và chúng ta cũng tương đối là dễ đối trị, nhất là khi mà chúng ta bắt đầu tu tập rồi đó. Chúng ta bắt đầu tu tập thì mình thấy trong năm cái đối tượng này, trong năm cái đối tượng này thì có bốn cái là tài, sắc, thực và thùy. Thực và thùy là nó rất là thô, rất là thô, thì chúng ta buông bỏ nó hơn, dễ nó buông bỏ hơn. Trong đó cái danh vọng thì nó vi tế hơn, và vi tế hơn, và nó cũng là một cái dạng vô biểu, cái dạng vô biểu nữa, cho nên nó khó hơn, nó khó để mà buông bỏ hơn. Bởi vì đôi khi mình không thấy, bây giờ trong cái bây giờ mình nói trên cái thô đó thì nó chưa hiển lộ được cái vấn đề này một cách rõ ràng. Bây giờ mình tới cái đi sâu hơn một chút, đi vi tế hơn một chút, thì tâm tham là tâm gì? Tâm tham là tâm ưa thích, ưa thích đối với tất cả những cái gì mình cảm thấy ưa thích, mình cảm thấy hài lòng. Thì bắt đầu từ đó đó nó mới khởi lên ở trong cái dòng của tâm á, nó đưa đến một cái trạng thái là mình muốn có, đưa đến trạng thái là muốn có. Từ ái mà đưa đến hữu, đưa đến hữu. Thì và có khi có rồi thì mình muốn nắm giữ thì đưa đến thủ. Rõ ràng đây là một cái mạch mà cái tâm thức nó hoạt động như vậy. Cho nên đối với tất cả những cái pháp nào ở trong đời sống của chúng ta, thì cái trạng thái của tham nó luôn luôn xuất hiện một cách rất là mau mắn. Giả sử chúng ta thích trời nắng, hay là chúng ta vừa giặt đồ xong, chúng ta đem đồ ra ngoài vườn chúng ta phơi, chúng ta thấy trời nắng, chúng ta khởi lên cái thích thú, thì ngay khi đó là trong tâm của chúng ta đã bị một cái niệm tham nó xen vào, nó tham đối với cái trời nắng này. Và tất cả những cái như vậy đó nó xuất hiện liên tục ở trong cái sinh hoạt của mình hàng ngày. Mình thích thú được khen, mình thích thú được tán dương, mình thích thú được công nhận, mình thích thú được người ta thích thú
người ta thích mình, vân vân và vân vân. Tất cả những cái này là trạng thái của tham hết, nó vi tế hơn cái ham muốn một cách thô thiển, nhưng mà nó vẫn là trạng thái của tham và nó vẫn đưa đến phiền não như thường, vì tất cả những cái gì nó đi ngược lại bắt đầu đưa đến phiền não. Qua đó thì chúng ta bước qua một cái của sân, tâm sân. Tâm sân thì cái thô á, thời đại bây giờ là thô á, là người ta nói là cái gì đó nóng nảy, nóng nảy tức giận, và nó thể hiện bằng cách là la mắng, đánh đập, nói chung là bạo động. Cái biểu hiện thô nhất của sân là bạo động, bạo động. Thì cái này chúng ta rất là dễ thấy, rất là dễ thấy. Có một số vị á, người ta cho rằng khi mà mình không thể hiện ra cái sự bạo động này, tức là mình đang đối trị với sân. Điều này là một cái điều sai lầm. Điều này là một điều sai lầm. Bởi vì đó chỉ là một sự kìm hãm, chứ không phải là đối trị với sân. Đi thấp xuống một chút, thì khi mà tâm thức của chúng ta nó có một cái sự bất mãn, cái sự không hài lòng, cái sự mà cảm thấy khó chịu vân vân đối với bất cứ một cái pháp nào, thì lúc bây giờ là có mặt của sân. Giả sử như hồi nãy lấy lại cái ví dụ vừa giặt đồ xong, tại vì cái này anh thị thiện á, nên mình nên mới nhớ tới cái vấn đề giặt đồ đó. Mới giặt đó, giặt đồ xong mình đem ra ngoài mình phơi có nắng thì mình thích thú, nhưng mà mình vừa phơi xong được 5 phút mây nó kéo đến, nó mưa xuống, thì mình trong tâm mình cảm thấy không có hài lòng, không hài lòng, không có vui, thì lúc bây giờ là sân nó xuất hiện liền, đã thay thế cái tâm tham bằng cái tâm sân, bằng tâm sân. Mà đối tượng vẫn là một thôi, đó là trời, bầu trời hay là khí tượng. Khí tượng, khi khí tượng thay đổi, chúng ta chú ý cái chỗ này, khi khí tượng thay đổi và tâm của chúng ta nó bị thay đổi theo, thì lúc bây giờ có phiền não, lúc bây giờ có khổ đau. Dĩ nhiên chúng ta không có định dạng, không có định dạng những cái trạng thái tâm đó là khổ đau, vì nó hơi vi tế, nó hơi nhỏ nhặt nên mình không có thấy. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, ngay cả cõi trời, người ta nhìn đến người ta nói: ô, người này đang khổ đau, người này đang khổ đau vì không hài lòng, vì không hài lòng. Mình nó thì quá thô đi nên mình không có sensitive, không có sensible, giống như là người cõi trời hay là những vị mà họ họ nhạy bén. Mình là thô, thuộc dạng là da dày thịt béo, nên không có cảm nhận được cái khổ khi mà nó vi tế như vậy. Nhưng mà trên trên cái pháp thì nó vẫn là khổ, và chính vì cái chỗ chúng ta không nhận biết đó là khổ thì vô minh đã có mặt. Vô minh đã có mặt, có mặt ngay khi chúng ta có tham mà không nhận biết tham, ngay khi có tham và đưa đến khổ đau chúng ta không nhận biết khổ đau, hay là ngay khi có sân chúng ta không biết sân, khi sân đưa đến khổ đau chúng ta không nhận biết khổ đau, thì vô minh. Tất cả những cái này đều là vô minh, nó cứ xuất hiện như vậy trong từng cái sát na một của đời sống chúng ta. Nó thay đổi mình, nó giống như là thời tiết tháng tư vậy đó, chợt vui chợt buồn, chợt sân chợt tham. Đó là hai cái tâm mà phải nói rằng nó ngự trị rất nhiều trong cái sinh hoạt của mình. Cho nên Đức Phật mới đưa hai cái, đặc biệt đưa hai cái tâm này ra. Đầu tiên hết
trong cái căn bản của phiền não để cho chúng ta thấy rõ, để chúng ta bắt đầu làm việc với chúng, làm việc với chúng. Mà đối trị với tham hay đối trị với sân không phải là đè nén, không phải là không thể hiện ra, à, không thể hiện ra thấy cái món ăn ngon thèm thích thú là cái mình lén lén mình nuốt nước miếng không cho ai thấy thì nói là tôi không, tôi đang đối trị với tâm tham, điều đó không có phải, điều không có phải. À, mà đầu tiên là nhận biết, chúng ta phải nhận biết liền tôi đang có một cái tâm thích thú hay là tôi đang có một cái tâm không ưa thích. Chính cái sự nhận biết này là khởi đầu của cái khởi đầu của cái sự đối trị với tham hay sân. Tại sao nói rằng là khởi đầu? Bởi vì như chúng ta đã nghe rất nhiều lần, chúng ta chỉ có một tâm, chúng ta chỉ có một tâm, và cái tâm á, nó như những cái bung, những cái dấu chấm mà nó nối lại với nhau, nó thành một cái, à, một cái sâu dài gọi là dòng tâm thức. Nhưng mà vì nó quá vi tế đi cho nên mình khó thấy. Bây giờ lấy một cái hình ảnh khác để mà cho chúng ta dễ thấy và chúng ta cũng dễ nhận biết, đó là sâu chuỗi. Sâu chuỗi thì cái sợi dây mà nằm ở giữa sâu chuỗi, nó kết nối từng cái hạt đó lại, chúng ta tạm gọi là sợi dây thời gian. Và từng cái hạt chuỗi đó thì được xem như từng cái tâm một của chúng ta. Thì trên cái dòng thời gian đó đó chỉ có một hạt ở một nơi thôi, không thể có hai hạt nó nằm một nơi được, phải không? Có ai sờ xỏ được mà hai hạt nó vô một cái điểm của một cái sợi dây không? Điều đó không có, không có. Cho nên khi mà tâm tham nó xuất hiện, tham nó xuất hiện mà chúng ta biết rằng có tham hay là đây là tham, thì lập tức cái hạt thứ hai sau cái hạt trước đó, hạt trước là tham mà hạt thứ hai đó là hạt giác, hạt nhận biết. Và nhận biết như vậy thì tham nó không còn nữa, vì nó chỉ có thể hoặc là tham hoặc là nhận biết. Mà ngay khi đó chúng ta đã chặt đứt cái nhân quả của tham. Bởi vì trên cái nguyên tắc hay là trên cái nguyên lý hoạt động thì tham sẽ dẫn đến có hiện hữu, tức là nhận biết hiện hữu, rồi đến thủ và khổ đau. Nhưng mà vì chúng ta nhận biết một cái sự tương tục này liền được cắt đứt, liền được cắt đứt. Và vì vậy nên nói nhận biết là đối trị, nhận biết là đối trị. Nếu mà chúng ta giữ cái nhận biết này dài, trải qua 3, 4, 5, 6, 7 cái niệm tiếp tục, hay là 100 niệm hay là 1.000 niệm tiếp tục, thì cái tham đó nó sẽ lặn mất luôn, nó không có trồi lên nữa, hay là cái sân đó nó lặn mất luôn, nó không trồi lên nữa. Nhưng mà bình thường thì chúng ta chưa có quen, cho nên vừa thấy một cái rồi cái là có thể là một hai niệm gì đó mình quay trở lại, nghe cái mùi sao nó thơm quá mình nuốt nó mấy cái ực, mà khi mình nuốt đúng mấy cái ực đó là đã có tham rồi có tham rồi, mà mình nhận biết trở lại. Cứ như vậy mình phải tập tới tập lui, tập tới tập lui, thì lúc bây giờ cái đó mới là đối trị. Hoặc là nó thấy cái người đó vừa hành động một cái là mình thấy nóng mũi rồi,
vừa nắm mũi một cái là mình phải thấy liền, à đây là sân, đây là sân, rồi mình giữ à, sân, sân sân, thì cái từ đó nó lắng dịu, nó biến mất. Đó. Cứ như vậy mà chúng ta tập tập. Thì nhưng mà bây giờ đây không phải là nói về sự tu, đang nói về cái nhân của khổ đau, thì tham sân, rồi kế tiếp là tâm thứ ba là tâm mạng, mạng, tại vì ở trong 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 pháp của mật tông thì nó chia khác, vì si là nó không có trong cái như là si như là mình thấy, nhưng mà để nói tới cái mạng trước. Mạng tức là có nhiều cái mạng ha, ngã mạng, rồi gì nữa, tăng thượng mạng, rồi mạng quá mạng, rồi gì nữa, ti liệt mạng, tức là ai mà tự ti đó. Đừng có nghĩ là mình tự ti tức là mình kêu bằng cái gì, khiêm tốn hả. Những người tự ti cũng là những người có mạng, có mạng, mình mạng nên mình mới tự ti, mình mạng nên mình mới tự ti, chứ không phải là tự dưng mình tự ti. Nên trong đó rất nhiều cái trạng thái của mạng nó xuất hiện, tự ti hay là kiêu ngạo, hay là có tâm khinh thường những người khác, vân vân, tất cả những cái đó đều là mạng hết. Mà trong đó thì cái nổi bật nhất, cái mà nó giấu ở trong cái tâm thức của mình một cách kín đáo nhất, đó đó là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, thế nào gọi là tăng thượng mạng? Tăng thượng mạng thì nó có ba 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 trạng thái như ba. Thứ nhất là mình kém hơn người mà mình nghĩ là mình bằng bằng người, mình bằng người mà mình nghĩ là mình hơn người, nghĩ hơn người. Đó là hai cái trạng thái tăng thượng mạng, tương đối là gọi là nó là dễ chấp nhận thì cũng không có đúng, nhưng mà tương đối là nhẹ nhẹ. Và cái tăng thượng mạng thứ ba là mình chưa chứng, chưa chưa nhận biết, chưa có kinh nghiệm, mà mình nghĩ rằng là mình đã nhận biết, đã có kinh nghiệm, đã nắm hết rồi, biết hết rồi, cái gì tôi cũng biết hết rồi. Thì cái đó là cái tăng thượng mạng rất là nặng trong trong đạo Phật, vì nó rất dễ đưa đến những cái sai lầm lớn ở trong trong cái cuộc đời của mình, và chính nó cũng là nhân của đưa đến khổ đau, đưa đến khổ đau. Và cái thứ tư ở trong cái bản lâm riêng này thì nói về cái vô minh. Vô minh, vô minh là như thế nào, được định nghĩa là vô minh ở đây. Vô minh ở đây không phải là cái vô minh tổng thể mà chúng ta đã nói ban đầu, mà vô minh đây là nói về cái tâm mà không có hiểu biết, không có hiểu biết, không có thấy rõ, không có thấy rõ đối với cái gì, đối với pháp, như là tứ đế Đức Phật dạy, chúng ta không có hiểu biết một cách rốt ráo, chúng ta không có hiểu một cách đúng nghĩa, không có thấy nó như là Đức Phật dạy, hoặc là nghiệp, hoặc là nhân quả, hoặc là tam bảo, vân vân. Tất cả những cái này nó thuộc về cái phần vô minh ở đây. Thành ra giống như là khi mà nói tới tam bảo đi, thật sự ngay ngay cái điều mà, hay là cái đối tượng mà đúng ra tất cả những người Phật tử chúng ta phải hiểu một cách trọn vẹn, hay là hiểu một cách rộng và sâu đúng, thì phần đông chúng ta cũng hiểu rất là lờ mờ. Chúng ta chỉ tam bảo là gì, Phật pháp tăng, rồi chấm dứt. Nhưng mà không hiểu Phật là sao, rồi pháp là sao, rồi tăng là sao,
bao nhiêu vị mới gọi là tăng, và bao nhiêu vị đó phải như thế nào mới gọi là tăng, rồi tam bảo đó thì nó có bao nhiêu cái tướng của tam bảo, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta không có rõ thì là chúng ta đang ở trong cái mạch của vô minh, mạch của vô minh. Đó. Cũng như là giờ tứ đế khổ vậy đó, mình không biết khổ, mình đang khổ mà mình cứ nghĩ là mình vui. Đó. Mình đang khổ nghĩ là mình vui, giống như bài ca của ngài ngài Milarepa vậy đó, sanh được đứa con trai mừng lắm, mừng lắm, nhưng mà mình ai biết đâu mình đang sanh ra kẻ thù của mình, đang sanh ra kẻ thù và nuôi dưỡng cái kẻ thù của mình. Đó. Cho nên cái khái niệm, những cái khái niệm sai lầm đối với pháp của chúng ta được xem là vô minh, xem là vô minh. Thứ năm là nghi, nghi cái gì? Cũng nghi những cái pháp mà Đức Phật dạy, nghi cái pháp mà Đức Phật dạy. Giống như là tứ đế, mình thấy trời ơi, mình sống cũng thoải mái lắm mà. Biết đâu mình hoặc là mình thấy trời, mấy ông trời ông cũng sướng lắm mà, có gì đâu mà khổ. Người ta nói sướng như tiên, phải không? Sướng như tiên mà nổi cái câu sướng như tiên đó là nghi rồi, nghi đối với giáo pháp của Đức Phật. Ồ, thấy mấy đứa nhỏ nó chơi vui quá, thật sự thì nó cũng vui nhưng mà trong đó cũng có khổ đau, vì nó đang chạy theo tham dục, nó đang chạy theo ganh tị, đủ thứ chuyện trong đó đó. Nên cái nhìn và mình thấy được đi theo cái giáo pháp đó, tức là chúng ta quy y với pháp thì bắt đầu mình nhận biết cái pháp, và nhận biết cái pháp trong những cái mà nó đang xảy ra chung quanh chúng ta, nó hoạt động chung quanh chúng ta. Khi chúng ta nhận biết pháp như là Đức Phật dạy, đang xảy ra chung quanh chúng ta, thì chúng ta mới dần dần rời khỏi nghi, rời khỏi nghi. Chứ bằng không là mình sẽ bị nghi mà mình không biết là mình đang nghi nữa. Mình đang trong cái trạng thái nghi mà bản thân chất mình không biết là mình đang nghi nữa. Thật sự thì ngay cả 10 cái tâm này, 10 cái tâm này chúng ta có mà chúng ta không biết là mình đang có. Đó nên mới nói là vô minh là ở cái chỗ này. Quay trở lại với cái vô minh tổng thể đó. Mình có đầy đủ 10 cái này mà mình không thấy là mình đang có. Cho nên chúng ta vẫn đang nghi. Chúng ta vẫn đang nghi. Gọi là chứng minh, làm sao để chứng minh được điều này? Bởi vì chúng ta chưa chứng tu đạo hoàng. Chỉ khi nào chúng ta là tu đạo hoàng thì mình mới dứt nghi. Mình mới dứt nghi thôi. Dứt nghi, dứt giới cấm thủ, dứt thân kiến. Còn ngày nào mình chưa chứng tu đạo hoàng là mình biết mình còn nghi. Ai hỏi mình, ô anh có tin tam bảo không? Tin. Anh có tin nhân quả không? Tin. Anh có tin gì nữa? Nghiệp không? Tin. Vậy sao anh chưa chứng tu đạo hoàng? Bởi vì chưa thật sự tin, vì còn mê tín đối với những cái điều đó, chứ chưa thật sự tin, chưa hết nghi đối với những cái đó, cho nên mình chưa chứng quả là do vấn đề này. Nói như vậy để làm cái gì? Để cho chúng ta có thể check lại trong cái đời sống của mình, có rất nhiều thứ mình đang rơi vào tăng thượng mạng như hồi nãy đã nói. Không, chưa tin mà nghĩ là mình tin rồi cũng là tăng thượng mạng. Đó, mình chưa tin hoặc là chưa tin đúng theo cái nghĩa của tin đó, mình mới hơi hơi tin thôi, mới gọi là mới hơi hơi hiểu, hơi hơi tin thôi mà mình nghĩ là tôi đã tin, tôi tin rốt ráo, tôi tin hoàn toàn rồi. Cho nên chúng ta cần phải kiểm nghiệm lại. Và cái điều cái nhân cái tướng của phiền não thứ sáu ở đây đó, tức là ngã kiến,
hay là thân kiến đó, thân kiến hay ngã kiến gì cũng 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 giống nhau hết đó. Vì như hôm trước đã nói, tiếng tiếng Hán thì nói là thân kiến, thân kiến, nhưng mà đôi khi nó chữ thân kiến nó không có bộc lộ ra hết, nhưng mà bằng là nó là ngã kiến. Ngã kiến tức là thấy có cái ngã, mà thấy cái gì là ngã, hay là qua đâu mà thấy có ngã, đó là ngũ uẩn. Thấy ngũ uẩn là ngã, thấy ngũ uẩn là ngã. Thân tức là sắc, tâm tức là thọ tưởng hành và thức. Qua năm cái yếu tố này, chúng ta là có một cái hiện hữu. Mà khi trong đầu chúng ta, hay là nói trong đầu thì mình thấy theo cái khoa học á, mà dĩ nhiên thì bây giờ mình suy nghĩ là qua não bộ, nhưng mà mình nói theo đạo là trong tâm của chúng ta, thì trong tâm của chúng ta bắt đầu nó tạo nên một cái hiện hữu cố định, phải không? Chúng ta cứ ngồi chiêm nghiệm lại coi, mình thấy mình của ngày hôm nay và mình của ngày hôm qua là một, và mình của ngày mai cũng là một. Cho nên chúng ta đang sai lầm, đang rơi vào một cái kiến sai lầm, một cái thấy sai lầm. Không phải là không có một cái ngũ uẩn này, Đức Phật chưa từng bác bỏ là có cái ngũ uẩn này. Và vì có cái ngũ uẩn này nên có cái hoạt động của ngũ uẩn này, Đức Phật cũng chấp nhận là như vậy. Nhưng mà Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy cái sự liên hệ giữa chúng ta và cái ngũ uẩn này nó sai ở chỗ nào, nó sai lầm ở chỗ nào. Thì chính cái điều đó nó đưa đến cái được gọi là ngã kiến hay là thân kiến. Mà trong 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 Lâm Rim á, thì các ngài còn thêm một cái chữ nữa gọi là hoại tụ kiến. Hoại hoại là nói về vô thường, nói về vô thường. Tụ tức là nhóm, lại cái sự vô thường của một cái nhóm mà chúng ta không thấy được nó thì gọi là sai lầm, đó. Nên đây là cái điểm mà, cái chỗ mà các ngài gọi là phá cái kiến hoặc, hay là gọi là cái kiến hoặc. Kiến hoặc là nằm ngay đây, và phá là cũng phá ngay đây. Khi chúng ta không nhận biết được ngũ uẩn, tức là cái nhóm mà nó tụ lên này nè, là hoại. Hoại đây không có nghĩa là nó hư hoại đi, mà hoại đây ở cái chỗ là nó đang thay đổi, sắc của mình nó cũng đang thay đổi, thì nó đối với sắc là đương hoại rồi đó. Điều này là một điều chắc chắn 100% luôn. Từ lúc mình sanh ra thì nó bắt đầu nó hoại dần, mặc dầu là trong cái con mắt hay là cái nhận biết tương đối của mình thì mình thấy nó đang phát triển, nhưng mà nếu mà mình nhìn một cách rõ ràng thì phát triển thì nó phải càng ngày nó phải càng trẻ ra chứ, phải không? Thì mới gọi là phát triển chứ. Và đằng này mỗi ngày nó một già đi mà. Mỗi ngày một già đi tức là nó đang hoại. Chứ không phải là đợi tới 30 tuổi hay 40 tuổi gì nó mới già. Đâu có đúng đâu. Ngay từ lúc sanh ra là bắt đầu nó già rồi. Ngay từ lúc sanh ra là bắt đầu nó già dần rồi. Cho đến khi mà mình rút hơi thở cuối cùng, hay là khi mà mình không sống nữa. Cho nên, nhưng mà vì mình thấy cái tương đối là cái sắc nó bắt đầu nó lớn 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 ra rồi, nó vẫn mượt mà, nó vẫn bóng láng vậy đó, thì mình nói là nó trẻ thôi. Nhưng mà đến khi nó xuất hiện những cái tướng nào là nhăn nhúm rồi, đốm đồi mồi rồi cái gì đó, thì mình mới định nghĩa nó là già. Nhưng mà
theo Phật, theo mà chúng ta học theo Đức Phật dạy thì ngay khi bắt đầu là nó đã hoại đi rồi, nó đang trong một cái quá trình hoại như vậy. Thì năm cả năm cái sắc thì nó hoại, và năm cái bốn cái pháp còn lại, bốn cái pháp của tâm thì nó tập hợp lại. Chúng ta trung tất cả những cái gì mà thọ tưởng hành và thức nó làm việc, là mình cứ gom 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 lại, mình nói đây là tôi, đây là tôi, và qua đó mà nó tạo thành một cái hiểu biết về một cái tôi, một cái tôi sai lầm. Như vậy thì chính cái sự hiểu biết này nó đưa đến khổ đau, nó đưa đến khổ đau. Vì chúng ta không thấy được vô thường, chúng ta không thấy được cái duyên hợp, không thấy được duyên hợp, cho nên chúng ta mới khổ đau. Mà ở nơi một cái điểm này là có hai cái yếu tố quan trọng mà Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rồi. Vô thường và duyên hợp. Tại sao gọi là vô ngã? Vô ngã là do vì vô thường và do vì duyên hợp nên vô ngã, chứ không phải vô ngã là bởi vì Đức Phật nói nó vô ngã nên nó vô ngã. Đức Phật chúng ta không có độc tài, mà Đức Phật chỉ ra cái bản chất tại sao nó vô ngã. Và ngã tức là một cái nhận định về một cái đối tượng nào mà chúng ta cho rằng nó bất biến, cho rằng nó độc lập, thì đó là ngã. Và ngã được định nghĩa như vậy, ngã được định nghĩa như vậy. Thành ra đây là cái chỗ mà chúng ta trong 10 cái tướng của phiền não này, thì đây là cái điểm mà có thể nói rằng là trọng điểm, vì tất cả chín cái còn lại đó nó cũng từ nơi cái này mà nó xuất ra, luôn xuất ra. Thì một hồi chúng ta sẽ đi đi thêm vào để mà chúng ta nhận biết giữa cái hồi nãy nói là vô minh đó. Thì cái thứ bảy ở đây là biên kiến. Biên kiến tức là chúng ta thấy nó lệch qua một bên, nó lệch qua một bên. Mà do đâu chúng ta thấy nó lệch qua một bên? Cũng chính do nơi cái nhận biết sai lầm về một cái ngã đó, mà nó lệch. Chúng ta thấy là mình chỉ sống đời này thôi, rồi chết, rồi chấm dứt hết, không còn gì nữa hết. Cái đó gọi là đoạn kiến. Đoạn kiến thì đây là một cái loại biên kiến. Hoặc là chúng ta thấy rằng là ồ tôi chết xong rồi, tôi, nhấn mạnh ở chữ tôi, sẽ sanh ra trở lại, sanh ra trở lại đời sau, và cũng là tôi, cũng là tôi chứ không phải ai khác cả, rồi đời sau nữa cũng là tôi thôi, không ai khác nữa. Thì cái đó gọi là thường kiến. Thường kiến. Mà tại sao gọi đó là những cái thấy sai lầm? Vì chúng ta thấy một đằng á, thì chúng ta phủ định hoàn toàn, tức là ở đoạn kiến chúng ta phủ định hoàn toàn một cái sự tương tục của dòng tâm thức, của dòng tâm thức. Trong khi ở cái thường kiến á, thì chúng ta chấp vào một điểm của một cái dòng tâm thức. Trong khi thời gian thì nó vẫn chạy, tức là cái sợi dây ở giữa cái sâu chuỗi nó vẫn tồn tại, nó vẫn chạy, mà chúng ta bám vào một cái điểm, một cái hạt ở trong đó thôi, là chúng ta nói đây là tồn tại, đây là hiện hữu. Nhưng mà trên thực tế thì nó luôn luôn nó chạy giật lùi, nó làm cái nhân cho cái hạt kế tiếp, nó làm cái nhân cho cái hạt kế tiếp. Nên cái việc mà chúng ta lần một số chuỗi nó rất là
rất là hay ở trong đó, rất là vi diệu. Khi mình lần sau chuỗi đó mình nhận biết được cái dòng chảy của thời gian, mình nhận biết được cái dòng chảy của các niệm, niệm một như vậy. À, và từ đó chúng ta nắm bắt được cái sự hiện hữu tế như thế nào, để rồi chúng ta không rơi vào cái biên kiến này, không rơi vào chấp thường hay là chấp đoạn. À, kế tiếp là kiến thủ, à, kiến thủ kiến đó. Tức là do vì chúng ta thấy thấy dầu là mình thấy một cái ngã, dầu là mình thấy cái ngã này là thường còn, hoặc là cái ngã này là sẽ biến mất hoàn toàn, mất hẳn luôn, nó không có dựa vào một cái gì hết á, hoặc là những cái kiến sai lầm gì đó mà chúng ta chấp chặt vào đó, thì đó là kiến thủ. Kiến thủ chúng ta chấp vào những cái thấy biết này, sanh ra cái phiền não. Nên ai mà đi ngược lại cái đó thì nó đưa đến chúng ta có sân và có phiền não. À, điều thứ chín là giới cấm thủ. À, giới cấm thủ thì cái này rất là gay go, phải nói nó là phiền nhất trong tất cả các sự chấp chấp của chúng ta, mà nó cũng xuất hiện rất thường ở trong đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta bám chặt vào bất cứ một cái hình thức nào, một cái nguyên tắc nào, một cái quỹ tích nào đó, thì chúng ta đều rất dễ dàng rơi vào giới cấm thủ. Dĩ nhiên cái thô của giới cấm thủ á, là giống như những người ngoại đạo. Những người ngoại đạo họ nghĩ rằng là họ phải ngồi trên bàn trong, họ phải khổ hạnh vân vân thì mới đưa đến đến giải thoát. Hoặc là như Bà La Môn, người ta nghĩ rằng tôi phải sống đúng theo cái nghiệp mà tôi đã sanh ra thì mới đưa đến giải thoát. Thì tất cả những cái như vậy thì gọi là giới cấm thủ. Và đặc biệt nữa đó là những vị mà họ có thần thông đó. Họ có thần thông do vì họ có thần thông, nên giả sử họ thấy đời trước họ là một con heo đi, đời trước mình là con heo, rồi bây giờ mình sanh ra làm người, thì họ nghĩ rằng cái nhân heo đó, nó sẽ sanh ra con người, cái quả là con người, cho nên đời này đó họ sẽ tập giống như con heo. Họ cũng bắt đầu họ bò bố đi bốn chân ụt ụt ụt, rồi họ cũng phát ra những cái âm thanh như con heo, rồi họ tập ăn như con heo vân vân, để đời sau họ làm người tiếp tục, họ sanh ra làm người tiếp tục đó. Thì đó là cũng một cái hình thức giới cấm thủ, mà cái này bên Ấn Độ rất nhiều, nào là có đạo heo, đạo chuột, đạo rắn, đạo gì lung tung hết trơn đó. Là cũng do những vị mà nhờ họ tu tập thiền định, rồi họ thấy được cái đời trước đó. À, họ là những con thú như vậy, rồi tự dưng cái họ đưa đến cái kiến chấp sai lầm, à, thấy cái nhân quả sai lầm, cho nên họ tập ở cái đời này theo cái đời trước như vậy, để họ hy vọng rằng, họ nghĩ rằng qua đó đời sau họ sẽ được làm người, được làm người. À, từ đó mà nó sanh ra cái giới cấm thủ như vậy. À, rồi vi tế hơn nữa. À, vi tế hơn nữa, giả sử như có những người nghĩ rằng ăn đùa sẽ đưa đến giải thoát hoặc là có người nghĩ rằng ăn bắp sẽ đưa đến giải thoát hoặc là ăn dao nĩa sẽ đưa đến giải thoát thì nó cũng là những cái giới cấm thủ hết. À, giới cấm thủ hết đó. Hoặc là có người nghĩ rằng hở ngồi thiền là phải ngồi kiết già nó mới đưa đến giải thoát, đó cũng là giới cấm thủ. Tất cả những điều đều trở thành giới cấm thủ hết, khi mà chúng ta không biết rằng tu tập là quá trình huấn luyện của tâm, chứ không phải huấn luyện cái thân. Dĩ nhiên chúng ta có thể nhờ cái thân này hay mượn cái thân này để từ đó mình tiếp cận với tâm, vì chúng ta chưa quen làm việc với tâm thì chúng ta làm việc với thân. À, chúng ta dùng cái thân này, chúng ta nói tay, cái mình đưa cái sự chú ý mình đến bàn tay hay cái cánh tay của mình,
thì lúc bây giờ cái tay trở thành cái nhịp cầu, à, nhịp cầu để cái tâm vô minh, à, cái tâm vô minh nó nhận biết được cái bản chất thật của nó. Lúc bây giờ cái cánh tay nó giống như là cái gương vậy đó, cái gương để mình thấy được cái bản mặt của mình. À, rồi bắt đầu mình nói tay, rồi mình nói tay giơ lên, à, tay hạ xuống, vân vân. Rồi tất cả những cái đó là mình đang soi gương, soi gương để thấy cái diện mạo của mình thôi. Nên nhà thiền mới nói là bản lai diện mục, cái chân thật của mình không còn sống mà bị cái ngoại cảnh nó nhiếp, mà lúc bây giờ mình dùng cái ngoại cảnh để mà soi trở lại cái nội tâm của mình. Thì như vậy nó mới đúng theo cái pháp của sự tu tập, chứ không phải là mình cứ bắt ép thế phải thế này hay thế nọ đối với những cái nghi thức nghi lễ vân vân. Thành ra như không, chúng ta học lâm rim đi chẳng hạn, hay là học bên bên theo truyền thống Ấn Độ Tây Tạng, thì chúng ta thấy mình phải lạy Phật trăm ngàn lạy. Rồi mình có người họ chấp vào cái lạy đó để giải thoát, thì nó cũng rơi vào giới cấm thủ. Cái lạy không đưa đến giải thoát, mà cái tâm khi mà mình lạy đó đó, cái tâm lạy Phật đó đó, nó mới đưa đến giải thoát. Mà cái tâm lạy Phật đó chúng ta phải nhờ vào cái thân mình lạy xuống thì cái tâm mình nó mới nương cái đó để mà nó nhiếp vô trong đó, để mà nó cũng lạy. Còn nếu mà cái thân không lạy xuống mà cái tâm cứ ngồi quán tôi lạy thì cả một cái tâm lười biếng và nó hóa trang thành cái tâm lạy Phật. Cái mà cái tâm của mình nó là những nhà hóa trang tuyệt vời luôn, nó hóa trang một cách điêu luyện. À, thành ra là nó dẫn mình đi từ một cái cõi luân hồi cho đến một cái cõi luân hồi khác, mà tất cả những cái điều đó trở thành giới cấm thủ hết. À, tất cả những phương pháp tu tập biến thành giới cấm thủ vì chúng ta sai lầm, chứ không phải phương pháp sai lầm. Phương pháp không có sai lầm, quý vị ngồi kiết già là đúng, quý vị lạy Phật là đúng, quý vị niệm Phật là đúng, vân vân, đều đúng hết. Nhưng mà chúng ta thực hiện sai lầm, nó biến thành giới cấm thủ. Nhất là khi chúng ta chấp cứng vào trong đó. Chấp cứng vào trong đó. Thì cái đó là cái mà đưa đến phiền não và khổ đau. Thứ 9. Và thứ 10 là tà kiến. Tà kiến tức là khi mà chúng ta sanh ra trong tâm của mình, hay là nói trong tâm thì cũng không có đúng, mà do vì cái sự chấp vào cái ngã của chúng ta đó, mà nó đưa đến những cái, à, những cái kiến giải, những cái thấy biết mà sai lầm, à, sai lầm. À, giả sử như là ngoại đạo, như ngoại đạo đi, họ họ có những cái tà kiến như là, à, thế gian này hay là cái cõi này là do thần Vishnu tạo ra, hay là phần Brahma tạo ra, vân vân và vân vân. À, hoặc là, à, có chỗ thì cũng chấp vào là, à, cái thế gian này do các yếu tố gì đó nó tạo ra chẳng hạn. À, tất cả những cái đó cũng sai lầm luôn. Giả sử như mình nói mình học pháp đi, mình học Phật pháp nè, mình biết rằng là thân này là do tứ đại tập hợp lại mà thành, phải không? Thân này do tứ đại tập hợp mà thành, rồi tất cả các pháp chung quanh mình nó cũng có tứ đại trong đó. Rồi mình chấp, mình nói rằng ô, cả thế gian này đều là do tứ đại hợp lại mà tạo ra, cũng là sai lầm. Biết sai lầm chỗ nào không? Tại sao nói như vậy mà sai lầm? Rõ ràng Đức Phật dạy mà. Mà tại sao khi mà nói như vậy là mình rơi vào tà kiến? Nhà quý vị nào nhận biết không?
Bởi vì cái này mình sẽ rất dễ bị, khi mà chúng ta học pháp mà mình không có nắm được đó, là mình cứ rơi từ cái tà kiến này vào cái tà kiến khác như vậy đó. Do đâu? Dạ, đồng viên. Dạ, thưa thầy, theo con hiểu thì là có chúng hữu tình và vô tình, mình có thể gộp chung là tất cả đều là như vậy. Vâng, đúng rồi. Không phải chỉ có sắc pháp ở trên cái cõi này. Khi nói tới tứ đại là chúng ta chỉ nói tới sắc pháp thôi. Mà còn có tâm pháp nữa. Đấy, còn có tâm pháp nữa. Cho nên khi mà chúng ta khẳng định rằng cái cõi này là do tứ đại hợp thành thôi, nó tạo ra như vậy thôi, thì một cách khác chúng ta nói rằng vật sanh tâm. Vật sanh tâm, phải không? Đó. Mà vật làm sao sanh tâm? Đó là sai lầm và đó là tà kiến. Đó. Thì chúng ta thấy những cái tà kiến như vậy nó sẽ làm cho mình đi 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 sai, đi đi xa cái pháp đi. Ừ. Thì bây giờ quay trở lại với cái vấn đề vô minh. Vô minh thì chúng ta thấy có 10 cái hay là 10 cái. Ừ. Nếu mà mình cải sáu, nếu mình cải sáu như là bên duy thức thì là tham sân si mạn nghi và tà kiến. Tà kiến thì trong tà kiến nó gom cái kia lại, thì lúc bây giờ lại chia là thành có ác kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và thân kiến, ngã kiến. Ừ, đó. Là năm cái như vậy. Thì sáu cái phiền não này nó cũng giống như cái kia thôi. Thì cái gốc mà gọi là vô minh đó, cái gốc gọi là vô minh đó, thì ở đây có hai trường phái đưa ra cái lập luận. Một trường phái thì nói là thân kiến tức là vô minh, hay là vô minh tức là thân kiến. Và một trường phái khác á, thì nói là do vô minh mà đưa đến thân kiến, hay là ngã chấp đó, ngã kiến, do vô minh mà đưa đến ngã kiến. Thì ngài Nguyệt Xứng, ngài Nguyệt Xứng và ngài Pháp Xứng á, ngài Nghiệp Nguyệt Xứng và ngài Pháp Xứng á, thì lập luận rằng là vô minh chính là kiến chấp về ngã. Còn ngài vô trước á, thì cho rằng vô minh đưa đến cái kiến chấp về ngã. Hai cái trường phái như vậy. Thì ai đúng ai sai? Ai đúng ai sai? Thật sự thì chúng ta nếu mà học theo 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 Trung Quán, Trung Quán, nhất là Trung Quán Prasangika nữa, thì rõ ràng là chúng ta sẽ chấp nhận những cái điều giải thích của ngài Nguyệt Xứng, ngài Nguyệt Xứng và ngài Pháp Xứng, chính là Chandrakirti và Dharmakirti đó. Còn cái giải thích kia là giải thích của duy thức, các ngài đều lấy cái ví dụ của cái ví dụ này rất là nổi tiếng ở trong kinh, trong kinh Trung Bộ luôn, chứ không phải là trong kinh Đại Thừa nữa. Đó là một người đi đêm, người đi ban đêm và thấy sợi dây thì quảng hồn nói là con rắn. À, thấy sợi dây quảng hồn nói là con rắn. Thì bây giờ bên bên ngài Nguyệt Xứng giống như ngài Pháp Xứng thì nói rằng là do vì cái người này không có thấy rõ,
không thấy rõ, tức là cái bản chất của vị này không thấy rõ, không thấy rõ, cho nên mới nhận lầm cái sợi dây là con rắn. Và cái bóng đêm đó đó cũng là cái yếu tố để nhận lầm cái sợi dây đó là con rắn luôn. Nó là chung, như nó gộp chung lại là một. Cái bóng đêm đó và cái sự nhận lầm cái sợi dây và con rắn là một, chứ không có thể là hai được. Đó. Nên cái bóng đêm đó hay là cái nhận biết sai lầm đó và cái nhận biết sợi dây là con rắn là một thôi. Vô minh và thân kiến là một. Nó không có tách rời. Trong khi ngài 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 vua trước Asanga đó, thì ngài nói không, do vì trời tối, do vì trời tối cho nên mới nhận lầm cái con rắn đó, cái sợi dây đó là con rắn thôi, chứ nếu trời sáng thì sẽ không nhận lầm cái sợi dây đó là con rắn. Cho nên trời tối là một yếu tố và cái sự nhận lầm con rắn đó là một yếu tố, nó là hai chứ không phải là một. Hai là một thì chúng ta có thể luận, các ngài luận biện biện chứng về cái này rất là nhiều, rất là nhiều. Thì đứng trên cái quan điểm của Trung Quán, Trung Quán thì cái sự biện chứng của ngài ngài Nguyệt Xứng là đúng đắn hơn, đúng đắn hơn. Ở đây thì chúng ta không có đi sâu vào cái này. Nếu mà muốn thì chúng ta phải biện chứng ở trong đó. Biện chứng thật sự là một cái, đây là một cái rất là dài, không có phải nói như vậy là xong đâu. Các ngài biện chứng có thể là vài tiếng đồng hồ cho tới vài ngày để mà đưa ra cái quyết định là cái nào mới là đúng đắn hơn. Dĩ nhiên thì bên 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 Duy Thức vẫn tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận cái điều của các ngài kia nói là rốt ráo nữa. Nhưng mà từ cái quan điểm của Trung Quán thì cái điều đó là rốt ráo. Rốt ráo vì khi mà nói đến nó như vậy là các ngài sẽ đưa ra tám, lấy tám cái yếu tố phủ định đó để mà biện chứng. Thì đối với chúng ta bây giờ, đối với mình nè, những người bắt đầu tu học, thì dầu là một hay dầu là khác, tức là vô minh có phải là cái thấy biết sai lầm về cái ngã hay không, hay là vô minh là một cái yếu tố nằm ngoài cái thấy biết sai lầm về ngã, không có quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Mà quan trọng là đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề thấy biết sai lầm về ngã. Mà thật sự tất cả những cái yếu tố mà đưa đến khổ đau thật sự đó cũng đều do cái chỗ thấy biết sai lầm về ngã này mà nó đưa đến. Giống như các tham, tài sắc danh thực thùy. Tại sao mà chúng ta lấy năm cái đối tượng này để mà cho cái tham nó bám vào? Vì chúng ta thấy có một cái ngã để mà nó có tài, nó có sắc, nó cần danh, nó cần thực và cần thùy. Nếu mà chúng ta không thấy có một cái ngã để mà nó cần những cái này thì tham không sanh ra, mà không có sanh tham thì cũng không có sanh sân. Và những cái pháp khác nó cũng lặn theo, cái mạng cũng vậy thôi, cái mạng vì nó cũng nương nơi cái ngã kiến này để mà nó được thiết lập. Nên nói chung là chính cái tướng của phiền não đó đó đều dựa trên cái ngã kiến này để mà được thành lập, được nuôi dưỡng và giữ cho nó tồn tại như vậy. Do đó khi mà chúng ta phá được cái thân kiến này một cái, khi chúng ta phá được thân kiến này một cái thì chúng ta phá được nghi, phá được giới cấm thủ và chúng ta bước vào dòng thánh, tức là bước vào cái dòng của thánh, chưa phải là thánh nhưng mà gọi là bước vào cái dòng, trong chữ Hán gọi là nhập lưu, nhập lưu, Sotapanna, tu đạo hoàng.
Tu tập là vậy thôi, đơn giản như vậy đó. Tu tập là ngay chỗ này, ngay chỗ này, cho nên mới nói là cái gì? Tu tập đúng nghĩa là nhận biết vô ngã, nhận biết vô thường, nhận biết duyên hợp. Mà người nào nói rằng tôi hiểu vô ngã, tôi hiểu vô thường, tôi hiểu duyên hợp mà không phá được ngã kiến đó, thì người này chẳng hiểu gì hết á, hay là chỉ hiểu trên vấn đề danh tự thôi, trên trên chữ nghĩa thôi, chứ không thể gọi là hiểu được. Vì một vị mà hiểu được điều này đúng là bước ngay lập tức bước vào quả vị tu đầu hoàng liền, vì sẽ phá thân kiến, phá nghi, phá giới cấm thủ ngay một cách rụp 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 thôi, không còn cái gì khác hết. Nó là một cái điều tất yếu như vậy đó. Còn nếu mà mình luận giải về cái này rất là giỏi mà mình thấy mình chưa có chứng tu đầu hoàng mà mình biết rồi, hay là chưa không nhất thiết phải chứng, không không nhất thiết phải thủ, nhưng mà mình phải chứng. Hiểu hiểu cái khác biệt không? Tức là chứng, tức là mình đạt được cái tâm thức ở cái mức độ đó, mà thủ tức là mình lấy cái quả đó, mình thấy cái quả đó là cái quả mà mình đạt được, mình nó là cái thành tựu của mình. Mà do vì nhận cái quả đó đó nên nó đi tiếp tư đà hàm, a la hàm, a la hán, rồi mình rơi vào cái chỗ của tiểu thừa, của tiểu thừa, vì mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi liền, đi vào niết bàn. Còn mình chứng cái đó và mình nhận biết chứng thôi, mình nhận biết cái chứng đó, cái nhận biết đó, và mình phát tâm tu tập tiếp tục, tu tập tiếp tục theo con đường Bồ Tát đạo, thì lúc bây giờ chúng ta không thủ những cái quả đó để rồi đi vào niết bàn, vì mình thủ cái đó để mình đi vào niết bàn. Vâng, thì hôm nay chúng ta nghe đến đây thôi, đó là chúng ta biết được cái nhân, 10 cái tướng phiền não để mà đưa đến khổ đau. Do vì chúng ta biết được như vậy thì chúng ta bắt đầu tập để mà đối trị với nó, đối trị nó. Thì thứ sáu chúng ta sẽ nghe thêm khi mà những cái phiền não này nó hoạt động kiểu gì, nó hoạt động kiểu gì trong cái dòng tâm thức của mình, nó khởi lên như thế nào. Cái này là nó rất là quan trọng, nhất là đối với những cái pháp mà để tu tập, vì khi chúng ta biết được cái hành tướng của nó, biết được cái lộ trình của nó, thì chúng ta mới biết cách để mà ngăn chặn như thế nào. Như đã nói, đây là bắt đầu đi vô cái giai đoạn của tu tập rồi. Những cái trước là những cái chuẩn bị, bởi vì mình không phải vừa tu vừa học cho nên mình đi rất là mau, đi tu rất là mau. Chứ theo mà bên giống như là bên trường phái những cái nơi mà người ta hướng dẫn tu tập á, hướng dẫn tu tập về cái pháp này luôn á, thì có thể là kéo dài rất là dài. Một cái pháp chúng ta vừa học xong bắt đầu tu, tu đó một giai đoạn xong rồi cái bắt đầu mới học tiếp một cái bước thứ hai, rồi mình tu trên đó rồi vân vân và vân vân. Ở đây thì chúng ta tạo cái nhân duyên, gieo nhân duyên như vậy để mà mình tiếp cận. Rồi vì nào mà cảm thấy thích hợp, cảm thấy nó đúng là cái pháp mà mình đang mong cầu, như là trong cái phần quán tưởng lúc đầu đó, may may mắn là vì mình đã tiếp cận được cái pháp lâm viêm này, nó là một cái kho báu, thì chúng ta đi vào từng bước một trong đó, mà thật sự tư duy từng từng cái một ở trong đó, tư duy về cách nghe pháp, tư duy về cái vấn đề mà tìm một bậc thầy, vân vân và vân vân, tất cả những đó mình tư duy một cách chín chắn, sâu, và trở thành một cái pháp mà mình hành trì, chứ không phải mình ngồi đó mình cứ nghĩ thầy này thế này, thầy kia thế nọ, vân vân, rồi cái trong vòng 2 tiếng 3 tiếng mà mình quyết định xong được rồi đó, tôi chọn cái thầy này, thì cái đó chẳng phải gì về tư duy hết trơn đó. Mà
mình coi nghiệp của mình coi căn cơ, coi những cái chướng ngại của mình vân vân, rồi như thế nào để mà tiếp cận một bậc thầy vân vân. Nói chung là một cái quy trình dài. À, khi mình ngồi xuống bắt đầu tâm thức mình nó hoạt động. Vâng, đó là cái điều mà chúng ta nghe hôm nay. Không biết có thắc mắc gì không? Không có thì mình hồi hướng nghỉ. Cho tới thứ sáu sẽ gặp lại, hoặc là thứ năm gặp lại một số vị. Cho tới thầy cho con hỏi một chút được không ạ? Vâng ạ. Tại vì lúc nãy thầy còn nói về cái chấp pháp, thì như con được hiểu thì là nếu mà mình chấp vào một cái pháp nào đó mà mình nghĩ là mình nhờ vào đó để mình giải thoát thì là chấp pháp. Thế vậy thì ví dụ như con đọc một bản kinh và con thấy ở trong đó ghi như thế, và con cảm thấy là con cần đọc cái bản kinh đấy và con trì cái kinh đấy và con phát tâm con trì cái kinh đấy, thì đấy có phải là chấp pháp không ạ? À vâng, không, hồi nãy nói chị lộn giữa giới cấm thủ, không phải là chấp pháp. Ở trong 10 cái hình tướng của phiền não này thì không có cái chấp pháp ở trong đó, nhưng mà gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là chúng ta chấp vào hình tướng, chấp vào hình tướng của một cái nghi quỹ nào đó, hay là một cái hình thức nào đó, rồi chúng ta cho rằng nó sẽ đưa đến giải thoát. Giả sử như bây giờ mình nói trì trì đại bi đi, trì chú đại bi, trì chú đại bi, và rồi mình chấp vào đó, tôi trì chú đại bi như vậy đó rồi tôi sẽ được giải thoát, Là sai, tên là chấp. thì Ừ. trên cái rốt ráo đó, tức là trên cái tuyệt đối đó, thì nó sẽ đưa đến giải thoát thật, nhưng mà chắc chắn không phải trong đời này, mà nó chỉ là cái nhân để đời sau hay đời sau hay đời sau gì nữa đó mình sẽ gặp được pháp, rồi bắt đầu mình phải học pháp, mình tư duy về pháp vân vân. Vì đại bi, cái chú đại bi, thần chú đại bi đó, nếu mà nó không tác động vào trong tâm thức của mình để cho tâm thức của mình nó phát khởi lên được cái năng lực của từ bi, giống như là cái tâm của Ngài Quan Thế Âm, thì lúc bây giờ nó sẽ không đưa đến giải thoát. Mà cái giải thoát chính là cái tâm từ bi đối với chúng sanh. Cái tâm từ bi này là cái nhân để Bồ Đề Tâm xuất hiện trong tương lai, mới trở thành cái nhân của giải thoát. Chứ còn cái trì chú đại bi thì không đưa đến giải thoát. Mà chúng ta chấp vào đó đó thì bắt đầu chúng ta rơi vào cái giới cấm thủ. Vì chúng ta chấp hình tướng chứ không phải chúng ta chấp pháp. Nếu mà ai chấp được pháp thì cũng mừng lắm. Pháp của Phật á, khi nói tới pháp ở đây là mình nói tới pháp của Phật á, chứ không phải pháp của thế gian. Là chấp pháp của thế gian thì phiền, chấp pháp của thế gian thì phiền, nhưng chấp pháp của Phật á là tốt. Vì chúng ta chưa có khả năng để thấy được chân lý trên phương diện tuyệt đối, nên mình tạm chấp vào những điều Đức Phật dạy để mà mình tu tập. Các tổ cũng nói mà, chẳng thà chấp pháp, tức là chấp có đó, to như núi Tu Di, còn hơn chấp không, nhỏ như hạt cải. Vì khi chấp không, nhỏ như hạt cải, chúng ta sẽ bác hết, bác nhân quả, bác thiện pháp, bác tu tập, bác hết. Còn chấp có, tức là chấp có là có nhân quả, có giáo lý Đức Phật đó, thì chúng ta mới hành thiện tích đức, chúng ta mới thay đổi cái tâm thức của mình. Thì khi nói về chấp pháp là chấp pháp cái này, chứ không phải là chấp cái giới cấm thủ. Nó khác, hai cái này nó khác hoàn toàn luôn á, đừng có lẫn lộn. Mà lẫn lộn là rất là nguy hiểm, đưa đến cái sai lầm. Rồi mười mốt này nói là thầy Tấn phải nói như vậy đó là chết thầy luôn đó. Con thầy.
Vâng, rồi thôi chúng ta hồi hướng nghỉ. Chúng ta ngồi thẳng người lên, đồng thời cũng thả lỏng tâm thức của mình, buông bỏ hết tất cả những ý niệm mà chỉ hướng về cái cảm thọ đối với tâm thức. Chúng ta nhận biết sự cảm thọ nhẹ nhàng, cảm thọ vui sướng, vì trong mấy mươi phút vừa qua chúng ta sống với pháp của Thế Tôn, thân ngữ và ý của chúng ta không tạo những ác nghiệp. Chúng ta vui sướng vì những bạn đồng tu trong đạo tràng của chúng ta cũng đều tạo những nhân lành như vậy. Chúng ta cũng vui sướng vì có những người ở trên quả địa cầu này cũng đồng thời như chúng ta đang tạo những nhân lành, đang gieo duyên với pháp. Chúng ta vui sướng vì mười phương thế giới, khắp tất cả mọi nơi trong vũ trụ này đều có những chúng sanh sống với pháp, gieo thiện nhân đưa đến an lạc. Chúng ta lại nghĩ đến những chúng sanh đang chịu khổ đau trong lục đạo luân hồi, khổ đau của 18 cảnh địa ngục, khổ đau của các cảnh ngạ quỷ, khổ đau của cõi súc sanh, cõi người Atula, cõi trời. Vô lượng hữu tình đang chịu khổ đau. Chúng ta hướng tâm mình về chúng hữu tình này, nguyện rằng tất cả hữu tình có được sự an lạc, tất cả hữu tình đều rời khỏi khổ đau, tất cả hữu tình đều tạo nhân an lạc và không tạo nhân khổ đau. Tất cả hữu tình đều hướng về Bồ Đề Tâm. Chính bản thân chúng ta cũng hướng về Bồ Đề Tâm. Chúng ta lại hướng tâm đến những người đang chịu khổ đau bởi chiến tranh gây ra, bởi dịch bệnh, bởi thiên tai, bởi con người mang đến. Cũng nguyện rằng họ sớm vơi đi niềm khổ đau này. Quay trở lại cảm nhận nơi tự thân, chúng ta vui mừng
vì chúng ta biết pháp, chúng ta biết hồi hướng, chúng ta biết tùy hỷ. Và với tất cả năng lực này, chúng ta vận dụng nó để mau chóng thành tựu quả vị Bồ Đề, đi trên con đường của chư vị Bồ Tát, hành các ba la mật. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ tường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thầy tiêu trừ, kim kim tường tu Bồ Tát đạo. Con xin Dạ, chúc quý vị một đêm an lành. kiêng thầy. Cảm ơn thầy. Con xin xin kiêng kiêng thầy. thứ năm hoặc là thứ sáu gặp lại. Dạ. Vâng. Yeah.